Dì con bắt phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Để ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cơm.